Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với mẫu xe Fortuner phiên bản. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Vinh khám phá là chiếc xe Fortuner phiên bản số sàn màu bạc rất là đẹp đang đứng cái bên em Vinh đây. Và chiếc xe Fortuner phiên bản số sàn này của chúng ta sẽ được lắp ráp tại thị trường Việt Nam, và đây là phiên bản sử dụng khối động cơ 2.4 lít và hộp số sàn 5 cấp của nhà Toyota, một chiếc SUV gầm cao của nhà Toyota có cái doanh số bán rất là tốt và một cái sự tin dùng nhất định tại cái thị trường Việt Nam khi khách hàng lựa chọn một mẫu SUV 7 chỗ của nhà Toyota. Và chiếc xe này trong tháng 12 này chúng ta vẫn đang được hỗ trợ lệ phí trước bạ, thì cái mức giá lăn bánh cuối cùng của chiếc xe Fortuner này nó sẽ là bao nhiêu? Kèm với đó là ngoài cái chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ ra thì Fortuner còn được hỗ trợ thêm những cái phần quà đặc biệt gì khi đặt cọc và mua xe tại Toyota Tân Tạo hay không? Thì trong video ngày hôm nay em Vinh sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên, bao gồm cả chương trình trả góp luôn nha. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Fortuner này hay là muốn sở hữu một chiếc xe Fortuner trước Tết Nguyên Đán của năm 2022 thì đừng ngần ngại gì, cùng em Vinh đón xem hết video này và nhấn đăng ký kênh để đón xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Trước khi chúng ta cùng nhau bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh điểm đến những cái option mà được nhà máy Toyota Việt Nam trang bị trên chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn một cầu này của chúng ta nha. Thì đầu tiên chúng ta phải nhắc tới đó chính là cái cụm đèn. Đèn chiếu sáng phía trước của Fortuner phiên bản số sàn được trang bị một cụm đèn hoàn toàn mới của năm 2022, cho ra cái chùm ánh sáng song song sắc hơn với một cái cường độ ánh sáng cao hơn khi sử dụng bóng đèn LED. Đó, bóng đèn bi LED ở đèn chiếu xa và đèn chiếu gần của chúng ta. Phía trong đây thì sẽ được trang bị cái đèn chiếu sáng ban ngày và một cái thanh mạ chrome ẩn phía trong cụm đèn. Nhìn cái xe chúng ta nó khỏe khoắn, nó mạnh mẽ hơn khi chúng ta nhìn từ cái phần đầu xe. Đó. Về phía dưới đây thì chúng ta sẽ được trang bị một cái đèn sương mù. Đèn sương mù thì sẽ là dạng LED luôn và hình tổ ong này, rất là đẹp nha, và có hai cảm biến góc trước. Có hai cảm biến góc trước để chúng ta vận hành chiếc xe một cách dễ dàng hơn, và đèn sương mù cũng là dạng LED luôn. Đèn xi nhan và đèn đầu bi sẽ được đưa tấp xuống phía dưới đây nha. Đó. Và phía trên đây không thể thiếu là một cái thanh trang trí được sơn màu bạc. Nhìn chiếc xe của chúng ta nó cũng sẽ khỏe khoắn hơn khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Lưới tang nhiệt thì được sơn màu đen nhám và thiết kế dạng bậc thang. Đó, logo dập nổi mạ chrome rất là đầy đủ nha. Đó, tổng thể phần đầu xe thì phải nói là chiếc số sàn của chúng ta được trang bị rất là đầy đủ những cái option cơ bản cần cho một chiếc xe SUV. Dù có đi đường off-road hay đi những cung đường mềm mại, đường cao tốc thì đây cũng sẽ mang lại chúng ta một cái trải nghiệm khá là tuyệt vời trên chiếc xe này. Còn về phần hông xe thì sao? Hông xe của bản số sàn thì chúng ta được trang bị đầu tiên nhất là bộ mâm. Mâm thì được trang bị mâm đúc dạng đa chấu kép rất là đẹp nha, được phay xước và sử dụng thắng đĩa bốn bánh luôn cho cái công năng nó tốt hơn và cái hiệu suất phanh nó cao hơn ở trên cái mẫu xe Fortuner này. Đó, phía trên đây sẽ có bờ bao đường đen nhám này, rất là đẹp luôn. Bệ bức chân đó được sơn màu bạc. Gương thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, có chỉnh điện gập điện và có tích hợp đèn rẽ dạng LED trên gương luôn. Tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe. Và đối với phiên bản này sử dụng khối động cơ 2.4 lít máy dầu và cho ra cái công suất khá là ổn định ở trên cái phiên bản này, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp thì chúng ta chỉ tiêu hao hết 6,7 lít đối với đường kết hợp thôi. Còn đối với đường ngoài đô thị là 6 lít nha quý anh chị nha. Là về cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu, đó là diesel của chiếc xe Fortuner này. Đó là về phần hông xe. Còn đuôi xe thì sao? Đuôi xe Fortuner phiên bản số sàn cũng trau chuốt khá là kỹ lưỡng khi chúng ta được trang bị một cụm đèn ở phía sau sử dụng bóng LED hoàn toàn luôn. Với hai cái dải LED được trang trí rất là đẹp và mềm mại ở phía sau đây. Một cái thanh trang trí mạ bạc dập nổi chiếc Fortuner ở phía trong đây. Cành hướng gió phía sau, anten vây cá mập xây kính sau, gạt mưa phía sau đầy đủ luôn nha. Đó, có đèn sương mù phía sau luôn, bốn cảm biến phía sau, hai cảm biến lùi và hai cảm biến góc. Đó, cốp xe của chúng ta thì được mở lên bởi cơ và hỗ trợ hai tia thì được đẩy lên. Đó, phía trong đây sẽ là phần cốp xe của chiếc Fortuner phiên bản máy dầu số rộng của chúng ta, khá là rộng nha, 2-3 vali chúng ta để đây đều được. Phía trong đây có một cái tẩu sạc 12V 120W nằm ở góc bên này này. Đó, để chúng ta sử dụng những cái thiết bị ở đây. Đó, tẩu sạc nằm đây này, rất là thuận tiện nha. Còn về phần nội thất ở phía trong xe thì sao? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào phần nội thất phía trong chiếc Fortuner này để cùng xem chi tiết hơn nha. Đây, đây chúng ta sẽ cùng tiến vào phần nội thất. Đầu tiên là chúng ta sẽ bước vào cái khoang người lái ở trên đây. Rồi, ta sẽ khởi động xe lên. Đó, ghế của chúng ta thì được trang bị ghế nỉ, nó chỉnh cơ 6 hướng, nó rất là thuận tiện nha. Cái bộ ghế nỉ này chất liệu nỉ cũng khá là cao cấp nên là chúng ta có thể thoải mái sử dụng trong vòng từ 2 đến 3 năm. Sau đó thì chúng ta có thể chuyển qua bộ ghế da sau thì nó sẽ đỡ tốn cái chi phí ban đầu của chúng ta hơn. Trên phần tắp bi cửa này, chỉnh điện này, gập điện rất là đầy đủ luôn.
Hệ thống giải trí thì được trang bị 6 loa nha quý anh chị nha. Được trang bị 6 loa. Đó. Phía dưới đây thì sẽ có nút bật tắt cảm biến độc lập này. Đó. Đèn phía trước thì sẽ là auto light tự động bật tắt luôn. Vô lăng cũng tích hợp khá là nhiều nút bấm tăng giảm âm lượng đàn thoại nắm tay đó ở trên đây. Và một màn hình đa thông tin 4.2 inch ở phía dưới thể hiện khá là đầy đủ những thông số kỹ thuật gửi tới người lái trên xe. Đó, bao gồm góc lái, tình trạng của chiếc xe của chúng ta sẽ được gửi chi tiết ở trên cái màn hình 4.2 inch này. Và hai cái mặt đồng hồ cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta, thì chúng ta có thể nắm bắt chiếc xe một cách dễ dàng hơn. Đó là về tổng quan về cái màn hình phía trước mặt người lái. Còn về cái hệ thống giải trí thì em Vinh có nói được trang bị 6 loa và một màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Phía dưới đây thì sẽ là hệ thống điều hòa của chúng ta. Điều hòa thì sẽ được trang bị điều hòa cơ thôi nha. Đó, trên phiên bản này là điều hòa cơ. Và hộp số sàn 5 cấp của chúng ta được trang bị ở đây. Vẫn sẽ được trang bị hai chế độ chạy để chúng ta thoải mái sử dụng tùy vào cái môi trường của chúng ta sử dụng xe, là Eco và Power. Đó, khá là đầy đủ nha. Ở trên tappy này cũng được bọc da rất là chi tiết này. Đó, nút bấm mạ bạc rất là đẹp nha. Đó, để chúng ta mở ra bên trong này có hộp đồ này. Đó. Đó là về tổng quan về cái khoang hành khách phía trước của chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn của chúng ta. Còn về cái băng ghế thứ hai thì sao? Băng ghế thứ hai thì chúng ta hãy cùng em Vinh xem ngay bây giờ luôn nha. Đây là cái băng ghế thứ hai. Đó, em Vinh sẽ bước lên ngồi lên luôn cho quý anh chị cùng xem ha. Đây là cái băng ghế thứ hai này. Có bệ tì tay rất là đầy đủ nha, bệ tì tay, cửa gió trang bị tất cả các hàng ghế. Đó, có chỉnh tốc độ gió phía sau độc lập luôn. Có một giắc cắm 100W ở phía dưới đây, 220V 100W thì chúng ta sử dụng như điện ở nhà bình thường đó. Đó, phía trên sẽ có một cái tàu sạc 12V 120W nằm phía trên đây. Đó, tư thế ngồi khá rộng rãi. Đó, tiến tới tiến lui được nha quý anh chị nha. Ghế điều chỉnh 4 hướng. Tiến tới tiến lui ngã về phía sau, ngã về phía trước. Đó, cho tư thế ngồi khá là ổn định ở trên chiếc xe này. Ngoài cái tư thế ngồi và những cái tiện nghi ở trên Fortuner thì ngoài ra Fortuner còn được trang bị những cái an toàn như là cân bằng điện tử, hỗ trợ kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khả năng ngang dốc đều sẽ được trang bị hết trên chiếc Fortuner. Và cái thao tác để chúng ta bước lên cái hàng ghế thứ ba nó cũng rất là đơn giản luôn, chỉ với một chạm thôi. Đó. Là ngay lập tức chúng ta sẽ đi lên được cái băng ghế thứ ba. Cái này nó có cái ưu điểm khá là lớn so với mẫu xe trong cùng phân khúc là chuột về phía trước rồi chúng ta sẽ có một cái hốc nhỏ đi lên. Cái này Fortuner sẽ rộng hơn rất là nhiều. Em quay vào phía trong cho quý anh chị cùng quan sát. Đó. Nó sẽ rộng hơn rất là nhiều ở cái hướng đi lên của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta lên xuống xe cách dễ dàng hơn ở trên chiếc xe Fortuner phiên bản số sàn này. Rồi, và phần cuối cùng, phần mà khách hàng khá là quan tâm đó chính là về mức giá của chiếc xe Fortuner phiên bản số sàn này. Nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho chiếc xe Fortuner số sàn của chúng ta với mức giá niêm yết là 1.026.000.000 đồng. Em cũng sẽ tạm tỉnh luôn về cái mức giá lăn bánh dành cho những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chiếc xe này đang được hỗ trợ lệ phí trước bạ là 30%, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ đâu đó tầm khoảng gần 40.000 đồng với cái phần lệ phí trước bạ lăn bánh tại Sài Gòn nếu mà chưa khấu trừ về cái chương trình khuyến mãi do đại lý Toyota Tân Tạo bên em hỗ trợ cho khách hàng 30 lệ phí trước bạ. Thì chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh đâu đó tầm khoảng 1.153.000.000 dành cho những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại các tỉnh lân cận như Long An thì đâu đó tầm khoảng 1.132.000.000 thôi là chúng ta để sở hữu chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn một cầu này rồi. Và mức giá trên thì cũng chưa có khấu trừ đi cái mức giá mà được hỗ trợ 30% lệ phí trước bạ nha quý chị nha. Ngoài ra thì khi khách hàng đặt cọc và mua xe tại Toyota Tân Tạo trong tháng 12 trước Tết Nguyên đán của năm 2023 này của chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm một phần nữa, đây là một phần quà rất là đặc biệt từ đại lý Toyota Tân Tạo dành riêng cho những khách hàng mua xe và đặt cọc tại Toyota Tân Tạo như quý anh chị nha. Và để biết chi tiết hơn về thông tin về giá xe lăn bánh, chương trình khuyến mãi cùng với đó là những quà tặng rất là đặc biệt và giá trị từ Toyota Tân Tạo thì quý anh chị hãy liên hệ ngay cho em Vinh vào số hotline 0961205097 hoặc 0934589878 để nhận được cái báo giá, lái thử hoặc là trải nghiệm xe một cách thực tế nhất, đưa ra cái phương án mua xe cho sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của chúng ta nha. Và về phần chương trình trả góp thì hiện tại Ngân hàng Tài chính Toyota đang hỗ trợ cho chúng ta với mức lãi suất là 0.88% cho một tháng. Thời gian vay thì chúng ta có thể vay tới 8 năm luôn nha quý anh chị nha, từ 1 tới 8 năm tùy theo cái khả năng chi trả của chúng ta sao cho phù hợp nhất với nhu cầu tài chính chúng ta. Ngân hàng Tài chính Toyota sẽ không ép chúng ta phải mua bảo hiểm nhân thọ, không phí chuyển khoản và không phí hồ sơ. Đó là những cái ưu điểm của chuỗi giá trị của nhà Toyota. Và dành cho những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, có thể ghé tại đại lý Toyota Tân Tạo bên em nằm tọa lạc tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi lên, hãy gọi vô hotline hoặc là đến trực tiếp showroom gặp quầy lễ tân nói gặp em Vinh nha, để được xem xe, lái thử, trải nghiệm xem chi tiết hơn về Fortuner này.
để đưa ra cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất nha. Và về phần cuối cùng, đừng quên tặng cho em Vinh một like và một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh CV Tính nha. Xin cảm ơn.